Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chiều ngày 20 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Phú phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tổ chức tặng quà cho phụ nữ và trao học bổng cho học sinh nghèo tại xã biên giới Vĩnh Hội Đông. Theo đó, trao tặng 20 phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần trị giá 350.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đồng thời trao tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập khá giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Toàn bộ kinh phí do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.